Giờ tôi rút kinh nghiệm và tôi sẽ trồng cây cách nhau xa xa xíu, mà để cho nó gần gần lại nữa, vô chặt cây không có thấy đường luôn ấy. Cái lâu lâu thằng nào nó sau lưng. Khoan để xuống coi cái chữ H ở dưới nó như nào vậy nhờ. Có chữ E chưa? Ôi thấy gì chết liền. Nhà cũng không còn gì ăn hết. Ăn trái cây đi cho nó tốt. Một số loại trái cây tốt cho sức khỏe bạn nên biết. Tôi bắt buộc phải lắp cửa sổ thôi, tránh ruồi bu vô nhà. Thời nhá. Dạo gần đây nhà cứ kiểu hai ba con ruồi nó cứ bay vô, khó chịu thật. Để nhớ rồi, hình như là để xây cái miếng kính thì chúng ta cần có cát. Cát thì phải đi ra biển. Ôi trông có khó chịu không, nếu mà nhà cách bạn đang ở bỗng dưng 4-5 con ruồi nó bay khắp nơi, lâu lâu nó còn đậu lên người mình nữa. Gì vậy? Ôi. 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 Trời, nó còn phân thân ra nữa à. Ôi. Càng quýnh càng nhiều anh em à, nhiều lắm. Từ một con mà nó ra hơn gần gần chục con này. Chưa, bơi hết rồi đây. Từ từ. À, nó chỉ là ảo giác thôi các bạn à. Wow, ở đây có đúng một cái cây này thôi. Ôi, chặt đi thì nó hơi uổng nha. Tại vì ở trên cái núi to đùng như thế này, có đúng một cái cây này là nó mọc. Thôi, quyết định là không chặt đâu. Thế là cái kế hoạch đi mai của tôi nó thất bại rồi. Đi mai chưa thấy gì ngon hết, thấy toàn cái gì đâu không. Thằng Hero Ray chủ yếu nó hù mình là chính à. Nó làm cho mình giật gân thôi. Chứ mà ra để nói nó có gọi là nguy hiểm không ấy thì giật mình là chính. Nguy hiểm hả? À? Chắc là không rồi. Thế mà buổi sáng lên cái ngó ra ngoài, ôi cái view triệu đô, đẹp vãi. Ô, thằng zombie mặc giáp vậy nó vừa biến mất à. Này, cây tôi này. Ồ, nhìn tươi chưa. Mỗi hàng 5 cây. Tổng cộng 10 hàng, 25 cây ấy. Tôi nghĩ 25 cây là đủ xài. Mốt còn phải trồng lúa rồi làm bánh mì ăn nữa. Ôi giời, nhiều việc để làm lắm. Tại vì động vật trong thế giới này rất nguy hiểm và đáng sợ. Thời nhớ bây giờ tôi săn gia súc và tôi sợ vãi đáy. Tôi sợ tụi nó hóa cuồng lên. Trời đất, tôi chỉ dùng cuốc sắt trong những cái trường hợp đặc biệt thôi. Tại vì bây giờ sắt đang bị hiếm đối với tôi. Hoặc là do tôi chưa có đi mai nhiều. Bữa giờ toàn chăm chút cho nhà mình không rồi. Thôi nói chung nhà mình giờ có cây rồi đấy, có cây là có táo rồi, nó khỏe ở chỗ đấy. Tại vì gia súc ở trong thế giới này nó căng thẳng lắm. Hên gặp mấy con hiền chứ gặp mấy con dữ quýnh nó xong cái nó quay sang nó cạp mình. Để đập nát cái chữ H này coi. Coi nó ra cái gì. Thôi hay gì đập thôi, mình trang trí cho nó đẹp hơn đi. Con ông này nhìn nhiều sắc độ ấy. Ôi đi kiếm chỗ mai thôi. Trời ơi kiếm thêm coi. Dạo này than chì đồ các thứ ngợp rồi. Hạn hẹp lắm rồi. Ôi, tưởng này cái hang mai chứ vậy. Cái hang này thông qua cái chỗ khác à. Ở đâu hang mai thiệt này. Gì sâu thế. Bây giờ sắc đối với tôi nó đang bị hạn hẹp quá. Bắt buộc phải đi kiếm thêm anh em ơi. Bây giờ đi làm giàu. Đi đào khoáng sản để cho mình giàu. Ít nhiều cũng phải một cục kim cương. Mà một cục kim cương chả làm ăn được gì đó. Buồn vậy. Có còn dán nữa à. Hai phát mũi tên là nằm liền.
Ơi. Hàng này quá buồn. Ít ra cũng có một chút than với sắt. Lên thì trời tối ôm rồi. Không biết cái này là cái gì vậy. Than à. Block ốp. Ơi đúng rồi, than này. Ôi trời, mấy cái than này là dầu luôn ấy. Dầu luôn ấy anh em à. Mấy cái khối than mà dạng khối block kiểu này này. Hình như là một khối gồm 9 cục than. Dầu rồi. Ôi trời, con nhện. Ở đây có cát nè. Ôi cái đống cát này tôi phải mang về. Không mang về không được đâu. Rồi tôi thấy là tôi thất thủ rồi á. Trời ơi, no 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 no. Không chết ở đây được, không chết ở đây được. Ôi trời ơi. Sấm chớp đùng đùng. Ôi no 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 no, đừng cháy, đừng cháy. Đừng cháy mà. Chết toàn rồi anh em ơi. Cháy rồi. Thất thủ thiệt ta. Trời, cái đêm hôm qua ám ảnh phải cả cức. Ôi cháy hết rồi anh em ơi. Ê có cái này nè. Cái này tôi nên thu về. Có tờ nhện. Nhớ ngày đầu mình còn, mình còn vô đây để mình tá túc. Giờ thì nó bị cháy rồi. Phòng đồ phong nó khủng khiếp vãi cả cức. Gì vậy? Ôi vừa thấy cái gì nó nhô nhô lên này. Ôi đâu rồi nhờ. Ôi sao nó lại biến mất trong chốc lát nhờ. Theo như những gì mà tôi lướt nhìn qua thì con cá voi ấy, chắc chắn là cá voi. Mở lặng rồi. Kê vừa đủ. Ôi ê! Si bà. Một ngày hôm nay là quá đủ rồi. Thôi đi về với miền đất hứa thôi. Thề nhìn cái này uổng vậy. Đáng buồn thật sự. Ôi chia buồn nhớ. Nhưng mà su thì vẫn phải su thôi. Vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một kẻ đạo tặc. Ôi cái này phải đào bằng cuốc. Xin cái bếp. Ok. Em về thôi. Vậy là chúng ta đã bắt gặp nào là Herobrine. Theo tôi thấy Herobrine là nhiều nhất. Còn Man from the Fork thì chắc cũng một hai lần. Và cái lần gặp cuối cùng này ấy, ôi nó làm tôi một vố. Tôi không chết bởi nó nhưng mà tôi lại bị chết cháy. Nó thiệt là một cái thế giới không thể quên được. Ê ê ê nè 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 nè. Con này nè. Ôi
Ôi, nó chạc vô đây à. Ôi, con còn lại. Ôi, sao tụi này tụi nó cứ lâu lâu biến mất ấy nhờ. Trời, sắp tới phải xây cái chỗ để đi lên thôi. Cứ cái đà này mỗi lần đi lên là nó nan giải vãi cứt. Đi xuống thì không nói nhá. Đi lên là nó nan giải à. Ngay cả sự. Ôi, cây mọc êm vãi. Ê, tính ra cây mọc đều hết luôn rồi này. Ôi, nó đã đụng hết cái mớ cát kìa coi. Rồi, để quy đổi ra coi. Ấy, trời ơi. Cái đống này là phải nói là dầu. Thời nha, chả biết cái miếng đất này sao nó có thể tồn tại được ở trên đấy. Cái cây này mình sẽ vẫn giữ. Mình sẽ không chặt cái cây này đâu. Cảm giác nó ổn lắm. Yên tâm, sắp sửa là đuổi được cái lũ ruồi ra khỏi nhà rồi. Thời nha, ruồi bu kiến đậu, nhện đậu luôn. Cái này gọi là ruồi đậu nhện bu.